FST7 Duy Nguyễn, tinh hoa thể hình hội tụ. Rồi thôi, cứ thử sức của em buông ra thì làm. Gồng liên tục luôn, đừng ngã gồng, nín thở được, gồng liên tục. Thôi giờ giữ lại không? Đó. Đây, đúng rồi. Đây, nữa. Rồi, rồi. Hôm nay là Duy Nguyễn dẫn bạn Minh Lâm qua đây để cho bạn hiểu được cái cảm giác đồ tập đồ Mỹ Đế nó ra làm sao. Anh Việt Kiều lần đầu được đi trải nghiệm hàng Mỹ Đế tại Thọ quận 9. FST7 dành cho người Việt Nam và dành cho những một lão tướng như Duy. Có cơ bắp to, tưởng rằng ngon ăn như thường. Nhìn cái đùi bạn này bự hơn anh đó bạn. Nghe không, cái đùi nó lùng lùng chứ đùi ghê lắm. Anh, tải đâu lên chiều cao đâu. Lùng lùng ghê lắm vậy. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như mong đợi khi biết sự thật về máy Mỹ. Chúc anh trễ ra. Diêm Chúa cho anh đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ủa sao hiệp nào cũng khởi động như vậy? Đó là bí kíp. Giữ. Khóc thét với giáo án 7. Giữ. Liên tục mếu máu xin tha trên máy bia nhưng không xong. Giữ lại, giữ hôn. Giữ gồng lên. Giữ. Mày đã bưởi. Cái kết quá thảm cho anh Hai Lúa lần đầu chơi đồ Mỹ Đế. Thấy BT có tâm chưa? Chào mừng các bạn đến với Thor Stream Center quận 9. Đây là màn tái hiện giữa hai lão tướng là Duy Nguyễn với Minh Lâm. Đây là bạn Minh Lâm, nickname mà Lâm Lùng. Chứ hôm nay bạn ở nhà bạn coi thường đồ Mỹ Đế quá, không? Nên hôm nay là Duy Nguyễn sẽ cho bạn Minh Lâm trải nghiệm với cảm giác tập máy Mỹ Đế và phòng gym THOL. Có một điều chắc hẳn là các bạn chưa bao giờ biết là giữa Duy Nguyễn và Minh Lâm chưa từng có một cái buổi tập trung tại phòng Thor Gym. Wow. Từ năm 2017 tới giờ. Các bạn có để ý không? Và đây là lần đầu tiên. Minh Lâm chào các bạn. Thôi mày đứng trong đó luôn đi. No. Mày đứng trong đó luôn đi. Nãy giờ giới thiệu ngọt như nó ra hết trơn bộ đồ. Ê bạn. Bạn qua đây bạn tập phòng Mỹ Đế và bạn giữ thể diện cho mình chút xíu đi bạn. Bạn đổi mình áo nha. Bạn về nhà bạn mà không mặc áo gì bạn mặc bạn. Rồi giờ bạn chơi áo mẫu mới đi bạn. Này nha bạn. Thằng này nó làm chủ mà nó lúa lắm đấy bạn. Nó xạo xạo thôi chứ phải nó hiền như đâu. Đừng lầm chết á. Nói chung không có ai mà tin ý như Duy đâu các bạn. Duy biết thằng này nó thích màu vàng nên Duy cho nó mặc áo vàng. Mấy em qua phòng nó đi, mấy em thấy toàn là vàng khè, không phòng nó chơi toàn tông vàng không. Không chơi squat. Bạn biết không tại sao mà không tập động tác squat không? Tại vì đơn giản là Duy cao và bạn đó bạn thấp quá. Mà tập bài squat đó là không có phối hợp được các bạn, hiểu không? Nên thôi tập bằng cái máy này đi xịn hơn squat nữa nha các bạn. Rồi vô khởi động. Tám cái rồi. Một, hai, là nhớ nha. FST7 dành cho lão tướng Duy Nguyễn, do Duy Nguyễn phát minh luôn, có lộn phát triển. Dành cho người Việt Nam. 1, 2, 3, go, go, ba, ba, đây, hai, đúng chưa? Ủa sao hiệp nào cũng khởi động như vậy? Nổi không? Dạ nổi anh. Buông luôn cũng được đó anh. Phun răng ra. Phun răng. One, two, three, four. 1, 2, 3. Nghỉ không tới 1 phút nha các bạn. Thấm màu liếp á.
chúc anh chỉ nha. Đó là bí kíp. Một hai ba rồi lên. One more. Goodbye. À, Duy thì có thể lên được nữa, nhưng mà bạn Minh Lâm thì có thể là chắc là tới đây là ngưỡng rồi các bạn. Nên thôi, bữa nay Duy làm PT cho bạn Minh Lâm nha. Đây là PT rồi đó. Rồi xuống xuống nè. Được rồi, khoe cái máy 130 triệu giờ đủ rồi. Xuống dưới máy VA nha, bay bạc. FPT 7 này là anh tự phát triển theo triết lý của anh, đúng không? Dành cho lão tướng như là tụi mình. Còn bây giờ anh sẽ nói là cái linh hồn của FPT 7 là bây giờ mình sử dụng cái cặp mà Strut Drive phối hợp để cho nó tăng cường độ nhanh, nó tiện để mình FPT 7 cho nó. Anh là rất ít mà chơi mà set cao mà trên tạ rời không? Nó không có phê. Đó là kinh nghiệm anh thôi. Nói chung là tại vì nói chung là phòng anh nó nhiều máy mà em phải thông cảm nha. Nói chung tấn là vậy đi. Phòng tao không có, tao không làm sao tao làm. Còn bây giờ á là chúng ta sẽ thực hiện linh hồn FST7 trên cái máy là Pioneer Red Extension. Đầu tiên là ốc này nó phải bằng viên ốc này. Cái ghế này nó phải gần sao một xíu nữa nha. Rồi bây giờ anh sẽ demo nha, tập 7 set. 7 set liên tục. 7 set, mỗi set 14 rep. Mà 7 rep nghiêm túc. Còn 7 rep là nửa rep. Hiểu không? Đó, nó linh hồn là chỗ đó nha. Nhớ linh hồn chỗ đó. Mà muốn làm được cái đó chỉ có cái máy này và cái máy BS mới làm được thôi. Chứ còn mấy cái máy kia thua. Không cần nặng. Cái này là chủ yếu là mình nguyên lý đó là mình tập đen chi để mình bơm á. Mình bơm cái sợi cơ lên phải có intra vocal với điều cao nha. Để cho nó làm mình giống như là cái bó cơ mình nó bị bung ra khỏi cái sự giới hạn. Linh hồn của giáo án này của Nghệ Phục nó nói là vậy đó. Còn anh phát triển thêm một tầm cao mới phù hợp với thể trạng của người Việt Nam mình và phù hợp với mình. Ok. Đó. Crep hoàn chỉnh đó. Không? Nè. 2 3 4 5 6 7. Ok chưa? Rồi xong rồi vậy nè. 1 2 nè. Tức là cái này là cái cơ của em nó phải gồng liên tục luôn. Nó không có nhả cơ ra phát nào hết á. Bì 5 6 gì đó. Rồi 7 giữ giữ yeah. Chừng 5-6 giây gì đó ai biết, tùy vào cái khả năng chịu đựng của em, đúng không? Nhưng mà nó còn một cái nâng cao nữa đó là khoảng chừng 2-3 rep đầu á là em giữ luôn cái full đó, giữ lại hòn lại hòn lại nó khó hơn, không bắt buộc. Rồi cứ tập đi anh chỉ cho. Rồi quất 1. Ok. Rồi xuống đi. Bây giờ nó đang đầu đừng có giữ nó mỏi. Đó. Đó. Lên đùi rồi đó. Chuẩn bị đi thi Olympia nha. Đó. Tập bình thường thôi. Ừ. 6 7. Rồi. Nữa. Ừ. Gồng liên tục. 3 Ừ. 4 7 Giữ. Ừ. Giữ xong rồi. Giữ nó rung nè. Vô luôn đi. Rồi xong xuống đi. Sao rồi? Sao rồi? Đó, vũi vài cái đi. Thôi lên tạ đi ba. Nít. Rồi. Ơi. Sao mỏi được? Anh trùm cuối mà. Anh phun cây mà. Tập với em truyền lửa thôi chứ anh phun cây. Mang đùi ngắn á, cơ nó rõ lắm mặt này ha, mọi người thấy cơ nó kinh chưa? Đó, vô để cứng luôn này không? Rồi, cố lên. Rồi. Phải đúng tay nha. Đó, đá tới đây mới chịu. Ok. 6 7 gồng vô chậm thôi. Vô từ từ gồng liên tục nha. Gồng liên tục vô chậm. Rồi, đi ra. Đá dò vài cái. Cái đùi cơ của em làm kiển hả? Nhìn cái đùi bạn này bự hơn anh đó bạn. Nghe không? Cái đùi nó lùng lùng chứ đùi ghê lắm. Anh, tại nó đâu có lên chiều cao đâu. Lùng lùng ghê lắm giỡn. Đầu tiên bơm xăng. Bình xăng của bạn này đâu? Bình xăng của Minh Lâm đâu? Lấy bơm đi. Trời ơi, cái này phải mỗi xếp phải có xăng. Không hồi nó chết luôn á. Rồi bơm đi. Còn anh ai mới nấu kem. Đây. Đây. Trường hợp mà giữ không được thì cho xuống luôn được không? Được. Thoải mái. Mình cố gắng thử sức của mình thôi. Dứt.
Giữ lại, giữ, hôn, hôn, hôn. Giữ, giữ, gồng lên. Giữ. Thằng này cơ bự làm kiểng ông ơi. Nè, phun cây, chọt phun cây luôn. Phun cây nha bạn. Nhìn kìa không? Mình cơ nhỏ thôi mà mình dai lắm. Mẹ. Nó mới chạm tới sự mỏi. Bạn này có 7 cái bạn lên bạn lao liệt rồi, mình phải 14 cái nha. Đá cao lên mày. Ừ. Ok. Nè, ở đây thôi. Ừ. 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 Giữ. Chết rồi, giữ nào. Rồi nhanh lên, ừ, gắn đi, come on. Come on. Come on. Lên. Con vàng quá. Tập trung. Quên lỗ cái. Xin lỗi. Giữ đà chưa sát nha. Đang giữ đó. Đang giữ đó ba. Hả? 2. Không thẳng chân nổi luôn không? Thẳng chân nó phải lên đây nè. Đó. 7 rồi, háp đi. Háp háp. Ừ. Giữ, 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 gái giữ đi. Giữ, giữ. Cái khuyến mãi á. Rồi ok, xong. Xong bài tập với cái máy mà Let Attention. Chúng ta qua Let Call. Mong đùi sau khá là căng chống đùa đó. Rồi vô em, bây giờ chúng ta sẽ tập nhóm cơ đối lập là đùi sau với mông nha. Bạn máy này bảo đảm dãnh mông luôn. Cách tập y chang như là Let Attention. Cũng 7 set liên tiếp. 7 8 rồi. 1 2 3 4 5 6 7 6 7 giữ giữ lại, giữ lại, giữ lại, giữ trong đây luôn. Ờ rồi ok. Khi nào đuối thả ra. 1 2 3 4 5 thả. Vô luôn, giữ lại, giữ lại.
đuối rồi hết cơm rồi, lên mốc 13 nha các bạn. Không vô nổi hả? Ở đây mày chuyên nguyễn nè. Mày ơi, đừng có coi thường Death Ride nha mấy đứa. Nói không? Rồi phụ cho. Come on. Come on. Yo. Ba cái à? Ghê ta. Nó vượt qua chính mình rồi đó. Thấy không? Cái điều nó là cái gì bạn? Tập có thầy nó khác, đúng không? Tập có thầy nó khác, đó là vượt qua chính mình rồi. Anh tập vậy cho em có động lực anh tập theo. Chết bà rồi. Toàn rồi các bạn. Mày vô chưa nổi mày, mày có hấp răng à. Mới toàn rồi. Ok, gắn chơi hết mình đi. Giữ lại luôn. Rồi, lên từ. Úi, buông ra từ. Ok. Rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau qua cái bài tập cuối cùng là nhóm bắp chuối. Để kết thúc buổi quay ngày hôm nay. Thì sau khi nhóm bắp chuối này chúng ta sẽ cùng nhau cardio. Nhưng mà cardio thì không có quay. Thì tập bình thường thôi, không cần ép tới 7. Cứ nhón lên giữ lại. Thôi. Ok. Không? Chung á thì tập nhón chừng 4 set. Set từ 12 tới 15 cái, nhón bài này rất là dễ. Nhón lên giữ lại thôi. Cái này không phải là linh hồn cấp thứ 7 mà là cái bài tập cuối thôi. Đó. Giữ lại, ok. Ok. Rồi bye bye các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi một cái video khá là hoàn chỉnh về cái phương pháp tập ST7 của Duy Nguyễn phát triển. Phát triển thôi nha các bạn, chứ là giáo án gốc là của bên Mỹ Đế. Thì Duy Nguyễn chỉ phát triển cái đó phù hợp với thể trạng của người Việt Nam, phù hợp với thiết bị Việt Nam và phù hợp với những cái giáo án mà trước đây Duy Nguyễn đã tự chia sẻ với các bạn, gồm có Bắc OT và Lean Body. Thì hôm nay với sự góp mặt của Lão Tướng Minh Lâm chạy từ bên Muscle Field Gym Center, để mình Nguyễn Nhân Luôn chạy qua đây để
trải nghiệm những bài tập mỹ đế mà Minh Lâm chưa bao giờ có một buổi tập chung với Dương Nguyễn chính thức ở bên những phòng gym cao cấp. Thì có thể là sau này Minh Lâm sẽ tiếp tục qua đây trải nghiệm tiếp những buổi tập khác, những cái giáo khác, để về sau này Minh Lâm training cho cái team của Minh Lâm này nọ các thứ, để cho cộng đồng chúng ta cùng nhau phát triển hơn. Bye bye, cảm ơn các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye, Dương Nguyễn. Bye bye. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.